Rồi hôm nay giới thiệu các bạn mấy cái đồ nghề để đem theo khi đi tour ha, và nếu cần thiết sửa xe thì mình sửa được luôn. Rồi để trên xuống dưới. Đầu tiên là bộ đục giác. Chiếc Z300 thì không thể thiếu bộ đục giác, dùng để mở dàn áo. Thứ hai, cái dụng cụ mà mình làm rất thường xuyên đó để tăng sên, thì các bạn có một cái kềm để mở phe. Mình có một cái khóa 17 và một cái khóa 24 để mở ốc trục. Mình có một cái cặp khóa 14 và 12 để tăng giảm sên và khóa cái độ tăng giảm sên. Rồi, để chỉnh cái ốc cổ. Ốc cổ thì nhiều chiếc bị lỏng, muốn điều chỉnh lại thì các bạn cần có một cái cặp như thế này. Một cái móc để móc cái chén cái ốc ở phía dưới và cái khóa 22 để mở cái ốc dặn trên chẵn 3. Đây là bộ mở cổ. Cái bộ khóa 22 này với khóa 17 cũng dùng để các bạn mở bánh trước. Để làm một số việc như mở dàn đầu thì các bạn cũng cần, hoặc là ốp đuôi cá thì các bạn cần một cái T8 và một cái T10. Hai cái này rất là cần để mình làm đồ. Ở đây thì giới thiệu các bạn luôn, chúng ta có cái đồ đo áp suất lốp, nên đem này theo để mình đo áp suất lốp. Tất nhiên không thể thiếu được, đây là một cái bơm mini stop and go. Để mình mở dây kéo cho các bạn coi luôn ha. Đây, cái bơm nó chỉ gọn như vậy thôi. Vì xe mình là xe vỏ không có ruột, cho nên các bạn cần đem thêm một bộ vá lụi. Bộ vá lụi thì ra ngoài mua 45 ngàn thôi. Và một cái bơm như thế này để chúng ta bơm. Hoặc là các bạn có thể dùng cái bơm đạp, bơm cơ, bơm đạp. Song song đó thì các bạn cũng phải cần có một cái tủ vít, một cái vít ba ke. Thường xài nhiều nhất là một cái vít ba ke. Ở đây thì mình cũng có một cặp khóa 10 và khóa 8 để mình mở những ngóc nhỏ nhỏ đôi khi cần. Rồi tiếp theo là các bạn cũng cần cái dàn ống điếu như thế này. Tất nhiên là các cái khóa thì mình cũng làm được hết, nhưng các ống điếu thì hôm nay cũng có cái điếu số 17 nè, điếu số 19. Rồi cặp số 17 và cặp số 19 này để mở ốc phuộc sau, rồi mở cái bộ treo của chiếc xe. Ở đây các bạn cũng sẽ có một cặp 12 và 18. Bạn muốn thay cái thắng dĩa trước thì bạn phải cần có cái điếu 12 này. Ở đây có một cái cây rất là đặc biệt. Ở đây khóa cỡ 16. Đây khóa 16. Cỡ 16. Cái này đi giờ làm gì? Cái này kết hợp với cái bộ lắc léo này để chúng ta thay cái buji. Buji xe mình là phải có cái cặp này để mình mới thay được cái buji ha. Rồi tương tự như vậy, ở đây chúng ta có một cái điếu 22. Đây cái điếu 22. Cái điếu 22 này này mình cần hai cái. Đây cũng là một cái điếu 22. Mục đích là để cho các bạn siết được cái ốc gấp của chiếc xe, do là nó nằm ở phía trong nên mình cần hai cái ống điếu này. Tất nhiên là mấy cái điếu này thì các bạn cần phải có một cái cần. Ở đây chúng ta có cần một cái cần với L, hoặc là các bạn có một cái cần tự động như thế này. Tức là nó sẽ tự động nhả về và trả ra, nó là một bộ như thế này. Bạn có thể mua nguyên một bộ, nó có sẵn, này là mình mua lẻ thôi. Đó là cái dàn dàn điếu của mình. Nữa thì cái khóa 14 này cũng cần đem theo. Hồi nãy thì mình đem theo rồi, nhưng mà này mình giải thích thêm. Khi họ bạn cần chỉnh cái kính chiếu hậu thì cái khóa 14 này cũng rất là cần để bạn chỉnh cái kính chiếu hậu. Cái cần chữ T này thì nó ngắn như thế này thôi, đôi khi mình cần cái độ sâu thì chúng ta có thêm một cần nối đối với cái cần chữ T này. Đây ha, cái cần nối vô như thế này đối với cái cần chữ T để các bạn nối dài ra.
Rồi một lần nữa nhìn lại mấy cái đồ nghề cơ bản. Bộ này thì không có mắt các bạn ha. Toàn bộ cái bộ đồ nghề này nếu các bạn sắm hiện giờ đồ mới hết thì nó tầm khoảng cỡ 600-700 ngàn thôi. Các bạn có thể mua. Rồi, khi các bạn thì nên mua đồ tốt. Chẳng hạn như cái bộ cờ lê này mình xài là của Century. Đây, mấy cái này hoặc là của đây cũng đủ các loại thôi. Yeti nè. Rồi cảm ơn các bạn.